Các bạn thân mến, trong video hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn bài tập số 9. Đây là bài tập tổng hợp với hàm VLOOKUP và hàm thời gian, kèm theo rất nhiều điều kiện. Đây có thể nói là một trong những bài tập khá phức tạp. Trước hết thì chúng ta sẽ thực hiện cái câu hỏi số 1. Đó là tính giá vé cho mỗi chuyến bay. Biết rằng giá vé được tra trong bảng 2 dựa vào tuyến bay. Ngày bay thì ở bảng 1. Ở đây chúng ta sẽ có các cái dữ liệu như là hành khách, quốc tịch, ngày bay, tuyến bay. Và chúng ta cần phải điền vào đây là cái giá vé trước, đúng không? Cái tuyến bay thì đây là từ Hà Nội, đúng không? Rồi Hồng Kông, Hàn Quốc, Hồ Chí Minh, Thái Lan, vân vân. Và giá vé ở đây với tính với số tiền là USD, đúng không? Và đây chúng ta có 3 điều kiện. Như vậy là trong cái hàm VLOOKUP này cũng khá phức tạp, bởi vì chúng ta xử lý cả hàm thời gian lẫn cả cái điều kiện của VLOOKUP. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy VLOOKUP của cái giá trị để chúng ta mang ra so sánh, chính là cái E4. Và chúng ta sẽ bao toàn bộ cái bảng này, đúng không? Và nhấn phím F4 để chúng ta lấy dữ liệu. Đây là cái table array để lấy dữ liệu. Và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái hàm if. If của cái đây, tức là chúng ta phải lấy cái ngày được. Chúng ta phải lấy cái ngày của cái ngày này, đúng không? Ngày của đây 4 này. Và chúng ta đem so sánh, nếu mà nó nhỏ hơn hoặc bằng 10, tức là cái ngày từ mùng 1 đến mùng 10 mà. Cho nên là chúng ta sẽ lấy từ nhỏ hơn hoặc bằng 10. Thì chúng ta sẽ ghi cái giá trị của cột thứ hai. Cho nên chúng ta điền vào đây. Và tiếp theo chúng ta phải dùng thêm một cái lệnh if nữa, là chúng ta cũng lấy cái giá trị đây. Đây chứ không phải date. Đây của cái ngày bay này lại nhỏ hơn hoặc bằng 20, tức là từ 11 đến 20. Thì chúng ta sẽ lấy giá trị là của cái cột thứ 3. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lấy giá trị cột thứ 4. Và chúng ta đóng ngoặc. Ở đây chúng ta sử dụng hai dấu ngoặc của hai hàm if, đúng không? Và ở trong đây thì tôi lấy giá trị 0 để lấy giá trị chính xác, đúng không? Trong các cái bài tập vừa rồi thì chúng ta chưa thể đề cập đến một cái bài tập về giá trị tương đối của hàm VLOOKUP. Chúng ta cứ làm như này đã, để hôm nào tôi sẽ tìm một cái bài tập về cái giá trị tương đối để các bạn hiểu thực hiện giá trị tương đối như nào và thực hiện giá trị tuyệt đối như thế nào. Và sau khi xong chúng ta nhấn Enter để tìm ra kết quả. Và chúng ta đã có kết quả về giá vé, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện câu hỏi số 2, đó là tính tiền bảo hiểm cho mỗi hành khách. Biết rằng bảo hiểm được tính bằng công thức là giá vé nhân với phần trăm bảo hiểm, mà phần trăm bảo hiểm được quy định được theo quốc tịch. Nếu quốc tịch là Việt Nam thì tính mức bảo hiểm là 3%, còn các quốc tịch khác là 5%. Câu này cũng khá phức tạp. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái giá vé này nhân với một cái hàm if. If nếu như quốc tịch là Việt Nam, đúng không? If cái quốc tịch này mà bằng là VN, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhân với giá trị mức bảo hiểm của nó là 3%, đúng không? Như vậy là tính được cái chỗ này chúng ta không phải dùng cái này là nhân đâu. Giá vé nhân với bảo hiểm, đúng không? Cái phần trăm bảo hiểm, đúng rồi. Phần trăm bảo hiểm. Giá vé nhân phần trăm bảo hiểm, đúng rồi. Ở đây chúng ta không phải, chúng ta phải nhân với cả cái này, phải là chúng ta lấy cái F4 này lằng nhằng thế nhỉ? Nhân với cả cái phần trăm của nó cơ mà, đúng không? 3%. Đúng chưa? Đấy. Thế còn các quốc tịch khác thì chúng ta lấy F4 nhân với cả 5%, đúng không? Bởi vì ở đây chúng ta lấy cái giá trị phần trăm của bảo hiểm thôi, chứ còn chúng ta không phải lấy cái giá vé nhân với giá bảo hiểm, đúng không? Bởi vì người ta ghi như này thì cũng rõ ràng người ta hướng dẫn mình, nhưng mình lại hiểu mà sang vấn đề khác, đúng không? Thôi chúng ta nhấn Enter để ra kết quả. Như vậy bảo hiểm của họ là 0,75, đúng không? Đây chính là cái giá tiền được bảo hiểm, đúng không?
Tiếp tục chúng ta sẽ cộng thêm với cả phụ thu. Nếu ngày bay mà trúng ngày chủ nhật hoặc thứ bảy thì tính 2% giá vé, còn ngày bay trúng vào các ngày khác thì không tính phụ thu. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải tính ở đây là tính bằng 2% giá vé, đúng không? Nếu mà ngày thứ bảy chủ nhật thì ở đây chúng ta lại phải dùng một cái hàm, đó là hàm weekday if này, weekday. Tôi nhớ là có một bài tập chúng ta đã thực hiện weekday, sử dụng hàm weekday của cái này, đúng không? Mà bằng 1. Ở đây thì chúng ta lại phải sử dụng một cái hàm khác nữa, tức là if của hai điều kiện, đúng không? Hoặc là thứ bảy hoặc là thứ chủ nhật, mà cho nên là chúng ta sẽ sử dụng hàm o, đúng không? Hàm o của cái weekday bằng 1, hoặc o của weekday, weekday của D4, đúng không? Mà bằng, nếu mà thứ bảy thì nó sẽ bằng 7, đúng không? Nếu mà thỏa mãn một trong hai điều kiện này thì chúng ta sẽ tính cái tiền bảo hiểm của nó, tiền phụ thu, tức là tính bằng 2% giá vé, tức là chúng ta lấy giá vé nhân với cả, chúng ta lấy giá vé này nhân với cả cái giá vé này nhân với cả 2% nữa. Xin lỗi, cái này nhân với 2% thôi, 2%, còn lại thì phụ thu này là không, đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong, và chúng ta nhấn enter để lấy kết quả của phụ thu. Như vậy là có mỗi ngày này là chúng ta sẽ kiểm tra ở bên này, đúng không? Chúng ta lấy cái weekday của cái này, xem là đây là mùng 1 này, đúng không? Cái này thì tính phần trăm, như vậy không có ngày nào ngày thứ bảy cả. Cho nên là chúng ta sẽ thử một cái ngày là ngày thứ bảy, bởi vì đây là ngày thứ sáu rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể lấy sang đây là mùng 10 đi, đúng không? Mùng 10 thì chắc chắn là phải thứ bảy, thì nó sẽ tính được cái phần trăm này. Như vậy là cái kết quả của chúng ta đã là chính xác. Và số tiền phải trả ở đây, bây giờ chúng ta tính giá tiền phải trả, được tính bằng giá vé cộng bảo hiểm cộng phụ thu. Cái này thì cũng không có gì phức tạp cả. Bằng hàm sum của tất cả các cái giá trị này, giá vé này, đúng không? Ok, như vậy đã xong, đúng không? Không có gì khó khăn. Và cuối cùng chúng ta thực hiện thao tác định dạng cho khung bảng tính thì không có gì cả, đúng không? Và chúng ta tính thêm một cái hàm sum đây cho nó đẹp, đúng không? Sum của tất cả cái này, enter, đúng không? Và chúng ta sẽ đây. Và công việc cuối cùng của chúng ta là sẽ định dạng lại cái bảng này cho nó chuẩn, đúng không? Đầu tiên là cho 4 cái này đi để cho nó đủ, cho nó đẹp với cả cái này, đúng không? Tôi sẽ cho cái hàng này nó to ra một chút, đúng không? Cái tổng cộng này cho to ra một chút, được chưa? Đấy, sau đó là chúng ta chỉ việc là cộng, nếu mà cần thiết thì chúng ta có thể lấy thêm số thứ tự đây, đúng không? Và chúng ta thêm 1. Và theo thói quen chúng ta chỉ cần kéo xuống, sau đó chọn fill series, đúng không? Như vậy là chúng ta đã xong toàn bộ cái bảng này. Và bây giờ công việc cuối cùng của chúng ta là kẻ cái bảng này, bôi đen vào, sau đó chọn format và chọn format cell. Và đây chúng ta chọn border, kẻ khung. Rất đơn giản, không khó gì. Thực ra trong Excel thì cái việc định dạng nó không phải là có gì là khó khăn cả. Ở đây thì chúng ta nên để cái dòng kẻ này cho nó đẹp. Đấy, như vậy là toàn bộ nội dung về cái bài tập tổng hợp với các cái hàm, với lookup và hàm thời gian theo nhiều điều kiện. Ở trong cái nội dung này thì chúng ta lưu ý một số các cái công thức quan trọng, đặc biệt là cái hàm với lookup này thì chúng ta sử dụng kết hợp với cả hàm thời gian, rồi là cái bảo hiểm này cũng vậy, đúng không? Cái phần phụ thu này vậy, chúng ta còn phải tìm thêm đâu là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Trong cái hàm này thì chúng ta cũng khá quen thuộc rồi, cho nên là hy vọng các bạn sẽ hiểu và có thể thực hành được các cái bài tập dạng tương tự, và có thể sáng tạo và phát triển thêm các cái nội dung mà sau này trong cái quá trình mà chúng ta làm việc với Excel.
Video của chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.